hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta, và không lâu rồi Vua Giêsu Chúa ôi quyền sẽ lai lâm. Nguyện dâng ngày tháng năm đó, hồn thân trí lực đầy, muốn điều đẹp cuối ấy thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây, rồi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn. Thiên đàng mừng đón mau chiều Ngài ban. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống đầy Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng Ngài ta. Hôm nay đây, rồi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn. Thiên đàng mừng đón mau chiều Ngài ban. Xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống đầy Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng Ngài ta. Tài trí của con, mỗi giây phút con sống đầy Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dâng Ngài ta sanh con, khấn xin linh lực tràn tuôn. Hallelujah. Buổi sáng hôm nay ta bước vào bài học mới mà Ngài ban cho chúng ta tiếp tục trong hành trình tìm kiếm Chúa, đó là bài thứ sáu, đó là nói về đạo đức kinh thánh. Bài học thứ nhất, Đức Chúa Trời dựng nên tôi và các bạn ở trong phòng Zoom này, đó là người quan trọng. Bài học tựa đề đó là Đức Chúa Trời dựng nên bạn là người quan trọng. Mỗi người chúng ta đều là quan trọng đối với Đức Chúa Trời mà Ngài đã tạo dựng. Mỗi người chúng ta có mặt trên đất này, tại sao gọi là quan trọng? Đó là quan trọng của Đức Chúa Trời ban cho Ngài dựng nên chúng ta từ trong bụng mẹ. Ngài biết cái chương trình của Ngài cho mỗi người chúng ta và Ngài đã lựa chọn cho tới ngày hôm nay. Cái bài học số 1 này trong cái cuốn sách gọi là Đạo Đức Kinh Thánh. Không phải tự nhiên mà chúng ta được ngồi trong phòng Zoom này, mà cũng không phải tự nhiên chúng ta có mặt ở trên đất này. Đây là điều quan trọng mà Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi con người của chúng ta. Đó là những người Ngài đã sắm sẵn, Ngài đã sanh ra, Ngài đã lựa chọn. Và chương trình của Ngài rất là tuyệt vời trên đời sống của mỗi chúng ta. Đó là đời sống của các thầy cô trong phòng Zoom này cũng như chính mình tôi. Thì đây là một điều quan trọng, đó là chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời để mà hưởng được sự sống đời đời ở trên đất này cũng như đời đời trên cuộc đời sau này. Đó là Ngài ban cho mỗi chúng ta có mặt
là có cuộc sống và nói được lời của Ngài mỗi buổi sáng mà chúng ta học và nghiên cứu. Đó là sự lựa chọn mà Ngài ban cho chúng ta. Đó là còn trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải sống làm sao để trở thành con cái xứng đáng trong lời của Ngài, nếu chúng ta được Ngài ban cho, Ngài ban cho sống trong ân điển của Ngài và Ngài lựa chọn chúng ta có mặt ở tại đây. Thì đây là việc biết ra mỗi một người chúng ta, đó là một điều quan trọng lớn nhất mà giúp cho mỗi người chúng ta có cảm giác tốt từ ở bên trong. Nó cũng giúp được làm nhiều điều mà chúng ta không thể làm được, nhưng mà Kinh Thánh sẽ nói cho chúng ta biết về một người, đó là Gideon. Ông đã từng nghĩ mình là người chẳng ra gì, ông đã trốn khỏi kẻ thù đang xâm chiếm quê hương ông. Khi Gideon không có còn chút hy vọng gì về dân tộc của mình, thì Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến để khích lệ ông. Thiên sứ đến với sứ điệp: hỡi người chiến sĩ dũng cảm, Đức Jehovah ở với anh, ở trong các quan xét đoạn 6 câu 12. Thì Đức Chúa Trời không xem những gì mà Gideon đã làm là quan trọng, thay vì vậy Đức Chúa Trời đã nhìn thấy những gì có thể thực hiện với sự giúp đỡ của Ngài. Đức Chúa Trời đã giúp Gideon lãnh đạo dân sự của Ngài, ở trong các quan xét đoạn 6 câu 8. Chúng ta sẽ nghĩ về Gideon và lấy sự can đảm. Có lẽ bạn cũng cảm thấy mình không quan trọng, nhưng bạn thật sự quan trọng đôi mắt của Đức Chúa Trời, vì bạn là người quan trọng đối với Ngài, cho nên Ngài muốn bạn cảm thấy và hành động theo cách đó. Chẳng bao lâu sau, dân sự nhận biết rằng Chúa ở cùng Gideon. Ông đã cư xử một cách rất khác biệt. Đó là những gì Đức Chúa Trời cũng muốn bạn làm. Ngài muốn bạn và có sự cư xử khác biệt, bởi vì Ngài ở cùng bạn và bạn là người quan trọng. Mỗi người chúng ta đều là người quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời, vì Ngài đã tạo dựng, Ngài yêu thương, Ngài cứu chuộc, Ngài chọn lựa mỗi chúng ta để làm gì. Trong bài học này có ba phần nói về làm sao để chúng ta, mỗi người chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời. Thứ hai là mỗi người chúng ta đều ở trong thân thể của Chúa Giêsu Christ. Thứ ba đó là mỗi người chúng ta là đại sứ của nước Đức Chúa Trời. Đó là bài học này bày tỏ cho chúng ta nhận biết cái điều quan trọng nhất mà mỗi người chúng ta đều nhận thức được quý giá nhất trong cuộc đời mà chúng ta nhận biết, đó là làm con cái của Đức Chúa Trời. Thứ nhất đó là con cái, mỗi người chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Đó là làm sao để chúng ta trở thành một cơ đốc nhân. Mỗi người chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng mà làm sao để chúng ta trở thành cơ đốc nhân thật? Đó là điều gì đã xảy ra khi mà mỗi người chúng ta trở thành mỗi một cơ đốc nhân? Có quá nhiều điều và Kinh Thánh đã nói về những điều này đã nói điều này trong nhiều cách. Đó là bạn ăn năn tội lỗi của mình và Đức Chúa Trời đã tha thứ cho bạn. Bạn đã được cứu khi bạn mời Chúa Giêsu làm cứu Chúa cứu thế đời bạn. Đồng thời mỗi người chúng ta mời Chúa Giêsu làm Chúa trong cuộc đời của mình, thì mỗi người chúng ta đều có đức tin Ngài là con của Đức Chúa Trời và tiếp nhận Ngài vào lòng để cai trị đời sống của mọi chúng ta. Đó là đức tin mà Ngài ban cho mỗi chúng ta đều tiếp nhận. Có đức tin đó là Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời và Ngài đã tha thứ tất cả những đời sống xác thịt tội lỗi, chúng ta được trở thành con của Ngài. Và tiếp tục, Đức Chúa Trời đã hành động trong mỗi chúng ta, đó là trong lời của Ngài phán dưới dân, nói cho chúng ta biết có một điều tuyệt vời để diễn ra khi một người tin Chúa Giêsu Christ là của Chúa, là cứu thế của mình. Và hãy hãy nhận biết ở trong dân đoạn 1 câu 12 câu 13, Chúa nói: nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết hoặc bởi ước muốn xác thịt hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Đó là lời của Ngài ban cho chúng ta là những người trở thành con cái
trở thành con cái thật của Ngài, đó là những người tin về danh Ngài, đó là Chúa Giêsu Christ. Vậy thì có phải điều này để dành cho những người đã sống trong thời Chúa Giêsu không? Dĩ nhiên không phải như vậy. Được tái sanh là kinh nghiệm của tất cả mọi người tin nhận Chúa Giêsu. Chúng ta được dựng nên mới qua Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã ban sự sống cho mỗi người chúng ta cách khác biệt, đặc biệt đó không phải là sự sống mới về thể xác, vì không ai có thể trở lại để làm một đứa bé sơ sinh được. Đó là sự sống mới thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã đưa vào con người. Ngài là cha và tất cả những người được tái sinh, và chúng ta là con cái của Ngài. Vì thế nếu bạn là cơ đốc nhân thì bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Bạn có thể hình dung ra bạn đã được dựng nên quan trọng như thế nào không? Bạn thật sự là người quan trọng. Bạn là con cái của Đức Chúa Trời toàn năng, đấng tạo dựng của vũ trụ này, là cha của mọi chúng ta. Đó là lời của Chúa ban cho chúng ta được nhận biết sự hành động, sự tốt lành mà Ngài ban cho mọi chúng ta. Đó là mỗi người đều tin Chúa. Và ở trong Giăng đoạn 1 câu 12 có nói thì làm chúng ta làm con của Chúa, chúng ta chỉ tin thôi. Những người tin Chúa thì trở thành con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta, mỗi người chúng ta là cơ đốc nhân thì chúng ta phải làm như thế nào để làm con của Chúa? Thì không phải là chúng ta chỉ biết về làm con của Chúa mà thôi, nhưng chúng ta phải trở thành con của Ngài. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải có một đức tin chắc chắn chúng ta là con của Đức Chúa Trời trong tình yêu thương mà Ngài ban cho. Thì đức tin đó chúng ta sẽ được Ngài cư xử tốt, và đó là Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta mọi hoàn cảnh. Tiếp tục nữa, đó là để làm con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải có cái mục đích trong đời sống cá nhân của mỗi chúng ta như thế nào. Khi mỗi người chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là cha thiên thượng của mỗi người chúng ta, thì mỗi người chúng ta là có cha ở trên đất này, thì cha của mỗi người chúng ta như thế nào? Khi mỗi người chúng ta còn nhỏ, còn bé thì chắc chắn Ngài không hoàn hảo, chắc chắn mỗi người chúng ta không hoàn hảo, nhưng Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Tuy nhiên, mỗi người cha cũng như có sự nhân hậu yêu thương con cái mình, thì cha muốn tất cả những điều tốt nhất cho con. Thì ông, mỗi người chúng ta đều sống trong sự trọn vẹn và hạnh phúc trong tình yêu thương mà có một người cha nhân từ, nhân hậu, để luôn luôn có một cái tầm nhìn về con của mình và muốn cho con của mình tốt nhất. Đó là sự thiên thượng, Ngài muốn cho mỗi người chúng ta điều tốt nhất. Đó là một đứa con mà cha được sanh ra thì lúc nào cũng có sự hy vọng là con mình là một người con tốt. Ngài, mục đích của Ngài ban cho mỗi chúng ta là có mỗi một đời sống mới. Đó là những cơ đốc nhân mà Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta là được hạnh phúc. Mục đích của Ngài để Ngài dành, Ngài dạy dỗ và Ngài giúp đỡ chúng ta có một đời sống tốt hơn. Trong Ê-phê-sô chương 2 chúng ta đều biết những điều vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã làm cho mỗi chúng ta. Đó là trước đây giống như bao nhiêu người khác, chết tâm linh, làm theo dục vọng của mình, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta sống lại trong Chúa cứu thế Giêsu. Đời sống mới này là món quà mà Đức Chúa Trời được nhận bởi đức tin trong Chúa Giêsu. Qua các câu dưới đây thì mọi người chúng ta đều biết để ý nghĩa của câu này, đó là làm sao để mình trở thành con cái của Đức Chúa Trời thật. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 nói vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong đấng Christ Giêsu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước để cho chúng ta làm theo. Đây là chương trình tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho mọi chúng ta. Ngài đã chuẩn bị tất cả những gì mà Ngài biết con cái của Ngài cần sự giúp đỡ, vì Ngài là cha, sự nhân từ và sự yêu thương luôn luôn dành sự tốt nhất cho con. Đó là mục đích mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi người chúng ta, đó là một đời sống làm việc lành. Các việc lành có nghĩa là làm
điều tốt mà đúng trong mọi việc. Chúng ta cần sử dụng tất cả thì giờ và tài năng của chúng ta một cách tốt nhất mà chúng ta có thể. Đây là điều khiến cho Cha Thiên Thượng của chúng ta vui lòng làm các việc lành mà cha của chúng ta đều cho chúng ta có một đời sống trọn vẹn và hạnh phúc. Hãy nhớ rằng các việc thiện lành trong không thể khiến cho bất cứ ai trở thành cơ đốc nhân. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 và 9, chúng ta biết rằng sự cứu rỗi không thể tự kiếm được vì đó là món quà của Đức Chúa Trời. Nhưng vì một người trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời, người đó sống theo những gì mình tin, con cái của Đức Chúa Trời có đời sống và hành động rất khác với những người chưa tin Chúa. Nhưng ấy bày tỏ đức tin của mình qua đời sống mới bởi làm những điều mới mẻ cho Đức Chúa Trời. Đây là sứ điệp mà chúng ta tìm thấy trong Gia Cơ đoạn 1 câu 22 và 25. Đức tin không thể đức tin không thể thực hiện bằng hành động. Đó là làm sao để chúng ta nhận biết đời sống của mỗi chúng ta. Chỉ có sự cứu rỗi của Ngài ban cho mỗi chúng ta, chứ không sự cứu chuộc của Ngài, sự hy sinh của Ngài ban cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta làm tốt hay là làm xấu, không phải là chỉ là hành động mà thôi. Vậy thì ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 22 trên tới 26 cũng có nói về sự thực hành, sự làm theo lời của chính mình Ngài. Trong Kinh Thánh rất là nhiều, nhưng mà lời của Ngài ở chỗ nào dành riêng cho chúng ta, đó là lời rhema của Ngài. Chúng ta thực hành trong lời rhema của Ngài, trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ nhìn thấy mục đích của Ngài dành cho mỗi một cơ đốc nhân qua các việc lành. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải hiểu những gì bạn làm và dấu hiệu bên ngoài của chính con người của bạn. Bạn là người quan trọng, bạn là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng con cái của Đức Chúa Trời sẽ giống như thế nào? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4, Chúa có nói, ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được thánh hóa và không chỗ trách trước mặt Ngài. Đây là chương trình của Ngài dành cho mỗi chúng ta trước khi Ngài đã tạo dựng sáng thế. Đó, chúng ta là mỗi một người mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, đó là Chúa Giêsu. Chúng ta sống trong thời kỳ ân điển để chúng ta có một đời sống thánh khiết, đời sống mới, đời sống thánh hóa, để không thể nào có chỗ nào trách được trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời muốn con cái của Ngài trở nên thánh khiết hoàn hảo. Mỗi người chúng ta đều biết chúng ta là mỗi một tín hữu được tạo vật mới, là người đã được sanh lại. Vậy mỗi người chúng ta phải biết đọc Kinh Thánh và qua kinh nghiệm là một cơ đốc nhân. Làm sao chúng ta không thể hoàn hảo ngay lập tức, nhưng mà mỗi một người chúng ta cũng có những sự sai lầm. Nhưng Đức Chúa Trời muốn con cái của Ngài trở nên thánh khiết, nhân hậu, giống như một đứa bé mới lớn lên. Bạn, mỗi người chúng ta phải có thời gian, phải có trải qua một thời gian để trưởng thành. Mỗi người chúng ta sẽ trưởng thành thì có thể trọn vẹn cho đến khi chúng ta về với Chúa ở trên nước thiên đàng. Đó là con cái của Ngài, đó là một vật mà Đức Chúa Trời tạo nên. Ngài muốn lúc nào chúng ta cũng phải là mới, thì chúng ta mới có được nhận được ơn phước của chúng ta ở trên đời này. Và không phải là chúng ta không hoàn hảo, là đời sống mới của chúng ta không thể mới liền, không thể hoàn hảo liền. Chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta phải phải trải qua một thời gian để chúng ta có sự kinh nghiệm, trải qua sự thử thách để chúng ta có sự trải nghiệm, để chúng ta mới biết rõ đời sống hoàn hảo thánh khiết như thế nào. Thì cũng như một người thợ có thể hy vọng con của mình sẽ trở thành một người thợ giỏi, một ca sĩ muốn con gái của mình trở nên một ca sĩ nổi tiếng, người ta có thể cho đứa bé kỹ năng của cha nó khi sinh ra, không thể nào
Các kỹ năng cần phải có thời gian, sự dạy dỗ và sự tập luyện để phát triển. Đứa bé phải muốn học từ nơi cha của mình, nó cũng phải cố gắng để làm những gì mà cha của nó muốn dạy cho nó. Mỗi tín hữu được sinh lại theo ý muốn của Đức Chúa Trời, tấm lòng của người đó được thay đổi và có một đời sống mới. Đó là mục đích mà Đức Chúa Trời dành cho người tín hữu. Đức Chúa Trời muốn người đó phải sống một đời sống làm việc lành. Cách duy nhất mà tín đồ có thể làm điều này là để cho Đức Chúa Trời giúp đỡ, để thay đổi thái độ của người ấy. Những thái độ là cách mà chúng ta cảm nhận về con người và sự vật. Thỉnh thoảng các thái độ của chúng ta sẽ bày tỏ chính con người thật của chúng ta. Khi chúng ta cư xử, hình ảnh sau mỗi người chúng ta sẽ nhìn biết Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta như thế nào. Đó là ba hình ảnh chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời tạo nên. Thứ nhất, đó là một đời sống mới qua Chúa Giêsu. Đời sống của chúng ta phải có. Thứ hai, đó là một đời sống phải có sự thay đổi mới. Và thứ ba, đó là đời sống có một hành động mới. Trong trong lời của Ngài dạy dỗ mỗi người chúng ta là có bao điều quan trọng. Nếu chúng ta không có mới thì không có mới trong đời sống làm con cái của Chúa để trở thành một cơ đốc nhân trọn vẹn tròn hảo mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, thì cái gì mới trong đời sống của chúng ta phải trải qua Chúa Giêsu, và đời sống phải có một thái độ hành động và thay đổi thì chúng ta mới có đời sống mới thật. Trước tiên Đức Chúa Trời cứu chúng ta và thay đổi đời sống bên trong chúng ta, rồi mới sống mới của chúng ta sản sinh ra những thái độ mới mà Ngài muốn làm sự thánh khiết và hoàn hảo. Những thái độ mới này dẫn chúng ta đến những hành động mới. Bạn có nhìn thấy đời sống của mình, cảm xúc mới mà các việc lành, các mục đích mà của Đức Chúa Trời không? Đây là mục đích mà ý nghĩa của đạo đức kinh thánh. Hãy thực hiện và có thái độ và hành động trong đời sống mới của bạn. Bạn có nhìn thấy trong từng lĩnh vực tin nhận cần phải bằng lòng để nhận sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời? Chúng ta khao khát nhờ sự giúp đỡ của Chúa, nhưng chúng ta có nhận được sự giúp đỡ của Chúa không? Nếu đời sống của chúng ta không có đời sống mới thì chúng ta là mình là mình, Chúa là Chúa, nhưng chúng ta cần sự giúp đỡ của Ngài. Những hành động và đời sống mới của chúng ta trong thái độ, chúng ta sẽ được cứu và đời sống mới của chúng ta sẽ được thánh khiết và hoàn hảo, và chúng ta mới được Ngài giúp đỡ để làm việc lành. Làm sao thứ ba mỗi người chúng ta để trở thành một thành viên của thân thể của Đấng Christ? Đó là mỗi người chúng ta là mỗi một chi thể trong Đấng Christ, thì chúng ta có sự hiệp lại trong thân thể của Chúa Giêsu Christ. Đó là đức tin của mỗi chúng ta. Làm sao để mỗi người chúng ta được nghe người ta nói, nếu nếu mỗi người chúng ta là tội nhân duy nhất trên trên thế gian này thì Chúa Giêsu không cần phải chết. Nếu chúng ta chỉ có một mình ở trên thế giới này và chúng ta phạm tội, chúng ta làm những điều mà không đẹp lòng Chúa, mà chỉ có một mình một mình chúng ta mà thôi, thì Chúa Giêsu cũng không đến thế gian để làm gì, và Ngài cũng không chịu chết như chúng ta đã công nhận. Chúa Giêsu đã đến thế gian và Ngài đã chết bởi tội lỗi của mỗi một người, không phải là tội nhân duy nhất. Vậy là kế hoạch của Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta sự cứu rỗi, đó là nhiều người cần được cứu. Dĩ nhiên cũng gồm có cả mỗi người, cả tôi và cả tất cả mọi người. Đó là sự đau khổ mà Chúa sẽ đem con cái đến sự vinh quang. Đó là không phải chỉ một mình tội lỗi, nhưng mà cả thế giới đều tội lỗi, tất cả mọi người đều tội lỗi vì thiếu mất sự vinh hiển của Chúa. Thì bởi nhiều người cho nên Ngài phải đau khổ, Ngài phải chết để cứu chúng ta, để đem chúng ta về sự vinh hiển về Ngài. Ở trong Hebrew đoạn 2 câu 10, Chúa nói Đức Chúa Trời có ý định cho con cái Ngài là Chúa Giêsu trở thành con trưởng giữa nhiều anh em. Ở trong Roma đoạn 8 câu 29 cũng nói có phải mỗi người chúng ta từ con cái
của Ngài, đó là chúng ta mỗi người là anh em, không gồm mỗi người chúng ta là người nam hay là người nữ. Mỗi người chúng ta đều có quyền bình đẳng để gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Vậy mỗi người chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta được quyền trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Ngài không phân biệt người nam hay là người nữ, nhưng mà tất cả những người mà tìm kiếm Chúa, nhận biết Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc đời sống mình, là con của Đức Chúa Trời, chết bởi tội lỗi mình, thì chúng ta tin nhận thì đạt được quyền trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là mỗi người là điều là anh em, là con trai con gái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đặt bạn trong một gia đình, đó là Đức Chúa Trời có nhiều con trai và con gái. Mỗi cơ đốc nhân là hình ảnh của gia đình Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng ta. Muốn gia đình của Ngài trở nên một nhóm họp thì Kinh Thánh bày tỏ điều này qua việc gọi gia đình của Đức Chúa Trời là thân thể của Chúa Giêsu Christ. Thân thể là một đơn vị được bình thành, được hình thành bởi nhiều chi thể, tất cả đều hoạt động cho một mục đích. Các chi thể có vai trò khác nhau, nhưng chúng ta lại cần nhau. Thân thể của Đấng Christ cũng giống như vậy. Nó được hình thành từ những cơ đốc nhân ở mọi quốc gia, mọi dòng dõi và nhiều thời đại khác nhau. Nhưng đó là một khối thống nhất được tạo thành một thân thể và một gia đình. Như vậy là mỗi người chúng ta là mỗi một gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 thì chúng ta sẽ nhận thấy chúng ta có xứng đáng là ở trong gia đình của Đức Chúa Trời không. Như vậy anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Và sự hiệp lại là một điều tuyệt vời, thật tốt cho mỗi người chúng ta đều nhận, mỗi người chúng ta đều dựng nên để làm các tín hữu khác, là một tín hữu khác. Nhưng Đức Chúa Trời không dựng các cơ đốc nhân chỉ là một thân thể đơn lẻ, nhưng một huấn luyện viên bóng đá không chọn các cầu thủ chỉ nói rằng tôi là một đội. Ông ta đã kết hợp họ lại với nhau. Đức Chúa Trời có một mục đích cho thân thể của Đấng Christ và bạn là mỗi một vai trò quan trọng trong đó. Vậy thì mục đích của mỗi người chúng ta ở trong gia đình của Ngài thì chúng ta phải làm sao? Tại sao Đức Chúa Trời lại đặt con người ở trong mỗi một gia đình? Hãy nghĩ đến một đứa trẻ mồ côi hay một quá phụ nào đó ở gần nơi chúng ta ở, thật dễ để nhìn thấy con người rất cần nhau. Gia đình các bạn cũng như Đức Chúa Trời giải quyết các nhu cầu để có thể về xác thịt, về thể xác cũng như về tình cảm. Sự kết hợp trong gia đình, trong một gia đình có thể cung cấp các nhu cầu về sự phẩm và nhà cửa bởi các thành viên. Khi con người đến với nhau có thể giải quyết mọi nhu cầu của mỗi người về tình yêu và sự tôn trọng. Đức Chúa Trời đặt mỗi một con cái của Ngài trong gia đình của Ngài vì lý do tương tự, bởi vì chúng ta cần nhau. Có lẽ bạn không cảm thấy cần các cơ đốc nhân khác giúp bạn với những nhu cầu về tình cảm hay vật chất. Có lẽ bạn có một gia đình mà bạn được yêu thương và quan tâm, nhưng các anh em trong đấng Christ của bạn có thể cần sự giúp đỡ của bạn trong những cách này. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn có một phần quan trọng trong sự phục vụ các thành viên của gia đình. Tất cả mọi người chúng ta đều có một đời sống thuộc linh ở trong gia đình Đức Chúa Trời. Vậy thì ở trong Hebrew đã kết hiệp những nhu cầu thuộc thể, tình cảm và thuộc linh lại với nhau. Chúng ta hãy nhìn ở trong Hebrew đoạn 10 câu 24 và 25. Chúa nói chúng ta hãy quan tâm khích lệ với nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Nhưng phải khuyên bảo nhau nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào
thì càng phải làm như vậy chừng nãy. Đó là lời của Chúa khích lệ mỗi người chúng ta trong tình yêu thương phải 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 gần nhau, phải nhận biết những gì mà sự hiệp lại là những người yêu mến Chúa, là chúng ta phải có một tình yêu thương từ nơi Chúa ban cho để chúng ta có sự hiệp lại. Bởi việc đó mà mỗi một cơ đốc nhân, mỗi người chúng ta đều giải quyết những cái nhu cầu để giải quyết, để mà ở tất cả những nơi mà có đạo đức xảy ra, bạn có thể thực hành trong đời sống của mỗi người chúng ta để giúp đỡ gia đình của Đức Chúa Trời. Phaolô có một tấm gương về thái độ và việc làm của ông khi ông nói: anh em đã nghe, ở trong Ephesos đoạn 3 câu 2 Chúa nói: anh em đã nghe rằng việc quản trị ân điển của Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để lo cho anh em. Đó là mỗi người nhìn thấy đời sống gương mẫu của Phaolô, đó là ông có trách nhiệm cái tình yêu thương ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho ông, thì ông đã muốn cho mọi người đều nhận được. Đó là cái trách nhiệm mà gương mẫu của Phaolô viết ra để chúng ta nhìn thấy, chúng ta làm theo. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống để làm việc tốt cho người khác trong thân thể của Chúa Giêsu Christ. Vậy mọi người chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời, phải phục vụ lẫn nhau để mà làm sao để chúng ta có sự hy vọng trong đời sống của mình, để anh em của mỗi chúng ta đều được sự giúp đỡ trong tình yêu thương mà Ngài ban cho chúng ta. Đó là Chúa Giêsu Christ, Ngài đã ban, Ngài đã hy sinh đời sống của Ngài ban cho mỗi chúng ta để chúng ta làm những việc này cho được. Đó là phần sau này, đó là đại sứ của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban cho mỗi người chúng ta có mỗi một trách nhiệm, đó là mỗi một tín hữu đối với thế gian này, mỗi người chúng ta là một đại sứ. Đó là Ngài ban cho chúng ta một cái ánh sáng, lời hứa của Ngài để những điều mà chúng ta có một gia đình, không có sự tăng trưởng thì gia đình không có phương tiện để mà tăng trưởng dân số đúng. Thì Đức Chúa Trời tạo nên mỗi một con người đầu tiên, Ngài đã bảo mỗi người phải làm cũng như trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28. Đức Chúa Trời muốn Adam và Eva là con cái của Đức Chúa Trời, cũng muốn như vậy đối với gia đình của Ngài. Ngài muốn có nhiều người được tái sanh để vào ở trong gia đình của Ngài. Thì Ngài ban cho mỗi người chúng ta đều có lời của Chúa và nói về những điều này. Đó là Ngài muốn cho con người đều có một đời sống mới, để có đời sống mới mới thuộc về ở trong gia đình của Đức Chúa Trời sắm sẵn cho mỗi một con người có một đời sống mới, một đời sống tái sinh mới xứng đáng bước vào ở trong gia đình của Chúa. Cũng như ở trong Matthew đoạn 28 câu 19 Chúa nói là trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải khiến cho mỗi muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Để chúng ta chỉ làm con của Chúa, chỉ là tin Chúa mà thôi, nhưng mà không có một đời sống mới thì không thể trở thành môn đồ. Chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta là có trách nhiệm làm sao để khiến cho mỗi một con người ở trên đất này, để chúng ta có trách nhiệm để ban cho làm sao có một đời sống mới để họ bước vào gia đình của Chúa. Đây là thân thể của Đấng Christ phải được tăng trưởng, và mỗi một thành viên cần phải có sự chia sẻ trong cái tiến trình này. Mỗi người chúng ta đều phải cố gắng để mỗi một tín hữu được vào trong gia đình của Chúa, để làm sao Đức Chúa Trời chọn lựa con người của mình, Ngài tạo dựng con người của mình có mặt trên thế gian này để làm việc này. Đó là lời của Chúa, bài học của Ngài ban cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Đó là để trở thành cơ đốc nhân, có một điều mà đã không xảy ra, đó là bạn không thình lình rời khỏi thế gian này để về thiên đàng. Nhưng việc ở với Chúa ở trên thiên đàng thì tốt hơn cuộc sống ở trên đất này. Cũng như trong Philip đoạn 1 câu 23 Chúa nói: Đức Chúa Trời có thể cất bạn về với Ngài, nhưng Ngài đã không làm như vậy.
để chúng ta còn sống, còn thở trên hơi thở trên đất này. Đây là chương trình của Chúa còn để lại cho chúng ta trong đời sống, để chúng ta còn sống trên đất này. Nếu Ngài cất chúng ta đi thì chúng ta đã về với Chúa, thì chúng ta không là có trách nhiệm nữa, chúng ta sẽ không làm những điều này nữa. Nhưng đây là chúng ta còn tiếp tục sống thì Ngài sẽ không cất chúng ta một cách như không. Đó là điều mà mỗi người chúng ta đều trở thành con của Đức Chúa Trời. Đó là tất cả các vấn đề tiền bạc và công việc cũng không thình lình biến mất, nhưng những người hàng xóm và các đồng nghiệp của bạn cũng không thình lình trở nên thân thiện với mình. Tại sao? Tại vì mỗi người chúng ta đã vì bạn vẫn còn được để lại ở trong thế gian này, và khi còn ở trên đất, những điều này thì không phải luôn luôn dễ dàng. Các nan đề luôn được xen lẫn với sự vui mừng, và mỗi người chúng ta có đều có sự giải quyết khó khăn. Khi mỗi một cơ đốc nhân chúng ta khó khăn để mà trở thành để trở thành một gia đình trước hết, gia đình của mỗi bạn bè của mỗi chúng ta, đó là sự hiểu biết mình. Thứ hai nữa là ma quỷ nó làm thiên sứ, nó chống lại tất cả công việc này là Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta còn sống trên đất này. Giờ đây mỗi người chúng ta là mỗi một người đang sống trong trong sự thuộc linh ở trên đất này, ở trong bóng tối này, thì cái sự mà chúng ta là con cái của Chúa không phải là tự nhiên mà chúng ta làm được tất cả những gì mà chúng ta muốn làm tốt lành, nhưng chúng ta phải trải qua nhiều sự thử thách. Đó là sự khó khăn mà mỗi một cơ đốc nhân của chúng ta đã trở thành, mỗi một cơ đốc nhân là trở thành là con trai con gái của Chúa trong gia đình của Ngài, và chúng ta phải đối diện với những sự thử thách. Đó là ma quỷ, đó là thiên sứ đã chống lại tất cả những việc lành của Đức Chúa Trời, cũng như nó đang chống lại mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta vẫn còn tiếp tục nữa trên hành trình trên thế gian này, đó là cuộc sống trong sự thuộc linh mà Đức Chúa Trời đặt để mỗi chúng ta phải đối diện. Đó là sự cầu nguyện của Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời, khi Ngài trải qua sự thử thách, Ngài chịu không nổi nhưng Ngài không bỏ cuộc, thì Chúa Giêsu xin Đức Chúa Trời phù giúp Chúa Giêsu trong khi sự thử thách, sự đau đớn đến, Chúa Giêsu chịu không nổi. Ở trong Giăng 17 câu 15 cho tới 16 và câu 18 thì Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Trời là: làm sao con không cầu xin cha đem họ ra khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian, nhưng cha đã sai con vào thế gian thì con cũng sai họ vào thế gian. Đây là lời nói của Chúa Giêsu với Đức Chúa Trời khi Ngài còn ở trên thế gian này, thì Ngài sẽ gìn giữ, Ngài sẽ không cất họ đi. Cũng như chúng ta vẫn còn sống trong tội lỗi thì tất cả những gì mà Đức Chúa Trời không cất chúng ta đi, không cất sự ác của chúng ta, nhưng mà Ngài ban cho chúng ta thuộc về Ngài ở trên thế gian này, sự vùi giúp, sự bảo vệ, sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu như thế nào ở trên thế gian này, thì đây là lời hứa Ngài cũng ban cho chúng ta để vượt qua sự thử thách, sự trận chiến gọi là trận chiến thuộc linh. Chúng ta phải đối diện, phải tể trị. Thì Đức Chúa Trời muốn con cái của Ngài trong thế gian này tin chắc rằng có phải có một cái lý do tốt lành mà Ngài ban cho, đó là chương trình của Ngài ban cho mỗi chúng ta. Vậy thì mục đích cuối cùng này của Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta, đó là ở trong thế gian chúng ta sẽ là một đại sứ của Chúa Giêsu Christ. Thì mỗi một cơ đốc nhân phân rẽ họ khỏi những người khác, thì cả gia đình ở trong làng xóm cũng vậy, để sống tránh sống xa lánh khỏi thế gian. Điều mà ý định của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời dành cho mỗi người chúng ta là con cái của Ngài, mỗi công việc của chúng ta trong thế gian này, Chúa Giêsu đã bảo các môn đồ, cũng như Ngài đã sai
Chúa Giêsu như thế nào thì Ngài cũng sai mỗi người chúng ta như vậy. Ở trong Giăng 20 câu 21, Chúa nói mỗi người chúng ta phải đi đến thế gian cũng như Phêrô và Giăng, Gia-cơ, mỗi môn đồ Chúa sai, Chúa chọn lựa, Chúa sai thì mỗi một người đều là vâng lời và làm theo. Đó là mỗi người là một đại diện của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đó là Chúa đối xử với mỗi người chung quanh mỗi người chúng ta. Và cũng như Phaolô đã nghe lời của Chúa và Ngài đã thăm viếng, đời sống của ông trở thành một cơ đốc nhân và là đại diện chương trình của Đức Chúa Trời trên đất này đã viết ra cho mỗi chúng ta đều biết. Cũng như ở trong Phêrô đoạn 2 câu 14 và 16, chúng ta suy gẫm lời của Chúa tại đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là lời của Ngài ban cho mỗi người chúng ta, đó là phàm việc gì chớ lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi người hung ác ngang nghịch được nên trở thành con cái của Đức Chúa Trời, không vích, không tì, không chỗ trách được, lại giữ dòng dõi đó, giữ lấy đạo của sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian cho đến nỗi tới ngày đứng Christ tôi, mỗi người chúng ta sẽ khoe mình rằng chẳng phải là chạy vô ích và khó nhọc đúng không? Lời của Chúa tại đây, ba câu kinh thánh cuối cùng của bài học này chúng ta suy gẫm, chúng ta tiếp tục suy gẫm nữa, đó là trong Phi-rơ đoạn 2 từ câu 14 tới 16. Ba câu này chúng ta sẽ suy gẫm đời sống của chúng ta không phải là vô ích khi Chúa Giêsu trở lại thế gian. Thì cái thời gian thì giờ thời điểm cuối cùng này đó là Ngài bày tỏ cho chúng ta để chúng ta trải qua làm sao để chúng ta sống ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, để mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời đã được Ngài yêu thương, cứu chuộc và Ngài lựa chọn chúng ta. Chúng ta sẽ sống không có vích, không có tì, không có chỗ trách trách được. Đó là làm sao mà dòng dõi của mỗi người chúng ta được sống đạo đức, được sống có ánh sáng chiếu như đuốc ở trong thế gian này, để đời sống của chúng ta trải qua sự khó khăn, sự thử thách, chúng ta không lầm bầm, không lầm bầm, không lưỡng lự trong mọi công việc, để có một đời sống mới để Ngài phù giúp mọi người chúng ta. Đó là làm sao đời sống của chúng ta trong cái sự liên quan với nhau, trong con người và tình cảm và việc làm của mỗi người chúng ta, đó là Đức Chúa Trời không chỗ trách được. Chúng ta nhìn thấy làm sao chúng ta giống được con của Đức Chúa Trời, giống được con cái của Đức Chúa Trời, đó là sự hạnh phúc và vâng lời của mỗi chúng ta không cằn nhằn. Thì mỗi hành động của chúng ta là con cái của Chúa để bày tỏ cho những người khác, những người chưa biết Chúa, họ nhìn qua mỗi đời sống của chúng ta sẽ đem cái sự nhân đức, nhân hậu lời của Chúa dạy dỗ, ban cho chúng ta có một đời sống mới, đời sống thánh khiết, để mọi người nhìn thấy chúng ta đúng là con cái của Đức Chúa Trời và họ tin và họ noi bước theo để học hỏi và để trở thành môn đồ, để thành con cái trong gia đình của Đức Chúa Trời cũng như chúng ta vậy. Mỗi người chúng ta là đại diện cả cho quốc gia của chúng ta ở trên đất nước xa lạ, được gọi là đại sứ, được điều là quan trọng. Mỗi người chúng ta đều đến ở trên mỗi nơi, mỗi người lạ, nhưng mà uy quyền và quyền lợi của quốc gia mà mỗi người chúng ta đang sống thì Ngài ban chúng cho một đời sống của chúng ta được vâng lời và làm theo sự đạo đức này. Trong lời của Chúa thì chúng ta là mỗi một đại sứ của Ngài ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời mà ban cho chúng ta còn sống ở trên thế gian này. Thì chúng ta là mỗi một đại sứ để mà Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta để khuyên mỗi người chúng ta để làm sao. Ở trong Cô-rinh-tô 2 đoạn 5 câu 20, Chúa nói chúng ta là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng ta để mà khuyên khuyên mời mỗi người chúng ta. Mục đích của Đức Chúa Trời là ban cho thế gian này đó là Chúa Giêsu Christ, mỗi một vương quốc, mỗi người chúng ta là mỗi một đại diện cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sai mỗi người chúng ta, đó là biết rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có một đời sống mới, để làm sao cái ân điển, cái đặc ân mà lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho, đó là cái trách nhiệm thử thách của mỗi chúng ta phải trải qua
và chúng ta ở nơi nào mà đòi hỏi sự lớn nhất của đời sống của chúng ta, đó là đời sống thái độ và hành động của mỗi chúng ta phải làm theo lời của chính mình Ngài, đó là lời rema. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sống trong mục đích cao quý mà mỗi một người chúng ta phải không có dùng sức riêng của mình để làm, nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của Thánh Linh để có một đời sống tái sinh. Đời sống của mỗi người chúng ta phải có một đời sống sự vùi giúp của Đức Thánh Linh. Bản chất của mỗi người chúng ta, thái độ của chúng ta được xứng đáng, đó là làm sao để chúng ta xứng đáng có một đời sống gương mẫu thật sự, đó là nhìn qua tầm nhìn của Chúa Giêsu để trở thành con cái của Đức Chúa Trời thật, cũng như Chúa Giêsu là con trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Ngài đã hành động, Ngài đã làm tất cả. Vậy mỗi người chúng ta sẽ nhờ sự giúp đỡ của Ngài ban cho chúng ta phải có trách nhiệm, và mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm mà Ngài đã giao phó cho mỗi người chúng ta để làm theo sự nhắc nhở và sự nỗ lực mỗi người chúng ta, sự mong muốn để trở thành mỗi người chúng ta có một sức mới để được tăng trưởng trong đời sống mới của Ngài, để giống như Ngài, để làm theo lời của Ngài, đó là một cơ đốc nhân thật sự. Ngài sẽ ban cho chúng ta có một đời sống như không, đó là đời sống đẹp lòng Chúa, trong khi đời sống của chúng ta sẽ bày tỏ cho thế gian này nhìn thấy ánh sáng của Ngài, đó là làm đẹp lòng Chúa. Cuối cùng đó là bài học này ở trong Timôthê 2 đoạn 2 câu 15, Chúa nói hãy chuyên tâm để đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không có chỗ trách, không có gì mà đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời và chân lý của Ngài. Đó là một đời sống gương mẫu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là một người đại sứ của Đức Chúa Trời, ban cho chúng ta là mỗi một người là đại sứ trong thế gian này, đó là sự hiện diện của Ngài ban cho chúng ta, đó là chúng ta phải trải qua sự thử thách và làm theo, không càm ràm, không trách móc, nhưng mà chúng ta phải làm những cái việc có ích lợi trong đời sống của Ngài để chúng ta xứng đáng là con trai, con gái của Ngài đã lựa chọn mỗi người chúng ta, và mỗi người chúng ta cũng xứng đáng được bước vào trong gia đình của Ngài, đó là con cái thật sự của Ngài, có một đời sống mới để chúng ta có một hạnh phúc mà Ngài ban cho mỗi người chúng ta được được ở trong thế gian này, được lan ra khắp mọi nơi trong một gia đình con cái Chúa, đó là đem ánh sáng, đem phước hạnh đến cho nhiều người. Cảm ơn Chúa, buổi sáng nay tôi có bài học hơi dài chia sẻ và nói lên những điều này cho các tôi tới Chúa, để chúng ta tiếp tục nữa trên hành trình làm con của Chúa, là thân thể của Chúa Giêsu Christ, là đại sứ của Đức Chúa Trời ban cho mỗi người chúng ta. Sư Marie Thường đã trình bày cho chúng ta bài học đạo đức kinh thánh, loạt bài đạo đức kinh thánh. Và buổi sáng hôm nay thì chúng ta đã học được cái phần bài học đầu tiên của loạt bài này, đó là Đức Chúa Trời dựng lên bạn là người quan trọng. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì qua bài học này chúng ta biết được rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đang hành động, đã hành động trong đời sống của chúng ta, và mục đích là để chúng ta trở nên con cái của Ngài. Để thứ hai, chúng ta là thành viên của thân thể Đấng Christ. Là thành viên của thân thể Đấng Christ thì Đức Chúa Trời đã đặt để chúng ta trong một gia đình. Mục đích là để chúng ta ở trong một gia đình. Rồi điều thứ ba mà chúng ta học được đó là chúng ta là đại sứ của nước trời. Đức Chúa Trời để trong chúng ta, để chúng ta ở trong thế gian này, mục đích là để ta ở trong thế gian nói về vương quốc Đức Chúa Trời cho thế gian này biết. Để chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta là chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ. Nên câu Kinh Thánh ở trong Philip đoạn 2 từ câu 14 đến câu 16 rất có ý nghĩa cho chúng ta. Phàm làm việc gì thì chớ nên làm bầm hoặc cãi lẫy, hầu cho anh em không chỗ trách được. Song thành thực làm con cái Đức Chúa Trời, không tì vít ở giữa dòng dõi buổi nghịch này. Giữa họ, anh em được tỏ ra như vì sáng ở trên thế gian, biểu minh đạo sự sống
của chính Chúa Giêsu Christ chúng ta thả Chúa. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta là chi thể của nhau, thì chúng ta luôn luôn có cái sự gắn kết với nhau, có sự đồng công trong tất cả mọi việc. Mặc dù các chi thể nó làm việc, mỗi chi thể đều làm việc khác nhau, nhưng chỉ là tất cả các chi thể đó nằm ở trong một thân. Khi một cái chi thể bị đào thì cả thân thể cũng bị đào nữa. Chúng ta tạ ơn Chúa, cầu xin Chúa giúp cho chúng ta luôn luôn có sự gắn kết hiệp một ở trong thân thể của Đấng Christ. Và cầu xin Chúa ban phước cho tất cả quý thừa thế của Ngài. Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta, và không lâu rồi Vua Giêsu Chúa ôi quyền sẽ lai lâm. Nguyện dâng ngày tháng năm đó, hôn thân trí lực đầy, muốn điều đẹp cuối thấy thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây, rồi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn. Thiên đàng mừng đón mau chiều ngài ban. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn. Thiên đàng mừng đón mau chiều ngài ban. Hôm nay con dâng ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương ngài hiến dâng ngài tất xanh con, khấn xin linh lực tràn tuôn. Tài trí của con mỗi giây phút